Từ lúc mang bầu bé thứ hai đến nay, Sa Thái Dân Linh hiếm khi chia sẻ ảnh bầu bí của mình, nhưng lần nào đăng lên cũng chỉ toàn chuyện vui và những bức hình xinh xắn đầy năng lượng. Hôm nay cũng thế, bà mẹ 42 tuổi hào hứng khoe bữa trưa ngon lành bổ dưỡng của mình với mọi người trên tài khoản Instagram cá nhân, song mọi người lại soi ra một chi tiết vô cùng lợi tông. Các mẹ tinh ý có nhận ra điều bất thường trong bức ảnh trên không a? Dân, đó chính là chiếc điện thoại dở màn hình chi chít được bà bầu Thái Dân Linh đặt ngay ngắn bên cạnh mình. Vì màu chiếc điện thoại trùng với màu bàn nên phải kỹ tính lắm mới nhận ra chi tiết đó. Có thể nói, điện thoại là vật dụng quen thuộc, bất ly thân với hội chị em phụ nữ. Một người bận rộn như Sa Linh thì nói lại càng là thứ quan trọng không thể rời tay. Nhưng không hiểu sao một nữ doanh nhân giàu có với hình ảnh lúc nào cũng chỉnh chu như Thái Dân Linh lại có thể dùng một chiếc điện thoại có màn hình nứt nhở chằng chịt như vậy nhỉ? Thay vì xấu hổ giấu đi chiếc điện thoại, Sa Linh lại cười rất thân thiện, thể hiện lối sống giản dị của mình. Một số thành viên mạng đã khéo léo nhắc Sa Linh về chi tiết kém sang ý, bà bầu nổi tiếng cũng phản ứng lại ngay lập tức, nhưng sự ngượng nghịu dễ thương của chị khiến dân tình càng yêu mến hơn. Phải nói rằng, dù giàu có tài năng đến mức đáng ngưỡng mộ, nhưng Sa Linh lại có lối sống giản dị, thói quen dùng đồ đạc cũng không quá câu nệ. Có thể chị biết chiếc điện thoại của mình nhìn không đẹp lắm, nhưng thay vì bỏ hàng chục triệu đi sắm một cái mới sang xịn hơn, chị vẫn chẳng ngại dùng trước mặt mọi người.